Sao không đưa luôn cái cốt đi? Đục lên mày lọp bên mày. Hai thằng hai mạnh đợt này về ok á. Anh Khải hôm nay tiếp khách quá trời đây, ok không ta? Hai mạnh không kỳ yếu bình thường thôi mà. Anh Khải hồi nãy biết đi làm về nói thì sao không? Sao tao thấy vắng vắng buồn buồn. Trời. Sao anh Khải vắng vắng buồn buồn thiệt chứ bộ? Dạ. Giống như ảnh xuống đây rồi thấy thân thiện quá, không phải giống như không phải khách gì đó mà ông ngồi kế bên ảnh nói chuyện mà. Nói chuyện thật tình lắm kìa, về vắng vắng thấy hơi buồn buồn thiệt. Hai đêm nay xôn xao chân ha. Dạ, Út qua nó, ủa sao thấy bữa nay nhà mình vắng quá. Yêu luôn á. Tại buồn ngủ quá, mọi người ngủ kìa, Út ngủ kìa. Dạ, mình làm gì cho mạnh mạnh lên cái coi. Dạ, yeah, bây giờ mình chào cả nhà cho nó xôm xôm cái nha. Rồi, gia đình mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. À, thấy phần chào hay là thấy xôm đấy. À, bữa nay dì bạn có rủ mấy dì lên, nấu ít đồ ăn. Thì dì cháu, gia đình mình ngồi sương sương. Có đây mình có hộp vịt lộn với lại cá hồi của gia đình anh Tướng Anh đem xuống tặng gia đình nè. Bữa nay mình đem ra làm hai món. Hộp vịt lộn thì mình sẽ nấu lẩu thuốc bắc, nguyên liệu thuốc bắc nè. Món này chị Ly nấu ha. Cho tàu hũ vô. Với mình cũng có sẵn ít rau, mồng tơi nè, cải xanh với mấy cái củ này nè. Đồ tươi băng gọt sẵn hết rồi. Mình nấu vô lẩu nhúng rau. Còn cá hồi thì bữa nay mình sẽ làm lại cái món mà áp chảo giống như lần trước. Anh Quân anh thích cái món này nè. Cái này là anh Quân yêu cầu. Chút nữa mình sắc mỏng ra mình áp chảo. Rồi xong cái mình ăn chung với lại những cái loại rau nè. Bắt trước anh Thân Hành trộn. Này gọi là salad ha. Salad à, mình trộn. Mình chấm với mayonnaise, tương ớt. Hồi nãy anh qua nhà chị Ly anh cắt mồng tơi với cải xanh, chị Ly đâu hay? Chị Ly với cô Bon ở trong phòng nghe hai mẹ con nói chuyện. Lúc đó anh Khải thì chưa đi làm về, tranh thủ cắt rau đồ sẵn, cây rũ gì chín gì tiên. Lên bữa nay gia đình mình còn mớ bia ốp lạnh. Đó. Được không? Được không? Dạ. Gấu xanh gấu đỏ gì còn láng chứ. Làm hết luôn á. Cha ơi bữa nay sao cha? Cha đang ngồi ăn đậu phộng. Cha nói khỏe thôi. Cha nói con tới đâu rồi cha tới đó. Dạ. Thì cũng như hàng bữa mỗi người một tay, gia đình mình cùng nhau làm cái bữa ăn tối. Đây, chị Tiên lột giùm con này, rửa lột giùm con nha. Cái nồi ở trên bếp ga. Chị Ly nấu nước lẩu đi chị Ly. Ủa cái vụ luộc nó dễ quá sao Út không luộc Út? Mình cũng được làm đầu bếp đó. Được đó vô à. Rồi bây giờ Út ơi, Út lấy cái dao Út sắc vài miếng tàu hũ cho chị Ly đi. Vài miếng thôi. Thường thường cái món này thì mình sẽ ăn với lại tàu hũ trắng. Nhưng hôm trước là mình mua cái miếng tàu hũ này nè. Để xào chung với miếng mà mình chưa có dịp mà để làm á. Mấy miếng tàu hũ này bữa nay mình cho vô trong cái nồi lẩu luôn. Chứ giờ này thì chợ mình cũng không có bán tàu hũ trắng đâu. Là sắc làm hai hay làm ba ra vuông vuông hay là sắc dài dài? Làm bốn, một miếng vậy là làm bốn nha. Một miếng bự đó thành bốn. Làm sáu là vừa băng ơi. Phải không à? Hỏi chứ đâu làm theo đâu ha. Làm bốn hả? Miếng làm bốn thôi đúng không? Chứ nó bự nó không bị bể anh cả. Mình thì bữa nay mình không có ăn bún mà là mình sẽ ăn mì. Mì ăn lẩu. Rồi mình nhâm nhi mấy lon bia mình ướp lạnh. Mình cắt mấy cái này bằng? Một nửa cái này đi, hai miếng nữa đi. Hai miếng nữa đi. Dạ Út đi. Út bây giờ á cũng canh theo cái lượng, không có tước cái này thôi, con rửa sạch rồi. Cái này á Út lấy một cái chén rồi dao đây. Út dạt cái mặt cà chua, rồi Út chẻ làm đôi nhưng mà Út làm cái chừng một nắm tay tương đương với cái dao này thôi chứ không có làm hết nha. Để hột đồ rồi luôn gì? Để đi nguyên chân Út chỉ dạt mặt rồi chẻ làm hai thôi. Quá khỏe. Bữa nay chị Ly vợ của anh Khải giới thiệu kỹ đồng vợ của đồng chí Khải sẽ nấu cái nồi lẩu thuốc bắc, còn đồng chí Băng sẽ nấu cá hồi làm món áp chảo đó, còn hai đồng chí này bên đây là chú Út với đồng chí Khải là phụ bếp. Đồng chí chú Út không gài là hai bữa nay có cái anh đầu bếp đi xuống không có làm gì chân, bữa nay làm lại nha. Mẹ với dì chính thì phụ cái phần rau củ nhỏ nhỏ mẹ trẻ ra để mình ăn luôn á. Bữa nay lên thấy vắng vẻ quá. Chính nói đi từ nhà trước ra tới nhà sau không thấy ai ở trên. Tưởng là ngủ hết à. Hay chiều là anh Khải bị anh Vong thuốc rồi. Anh Vong làm vẻ nghiêm trọng á. Anh Khải ơi, anh Tướng Anh trời mưa rồi không có về được đâu nha. Anh Tướng Anh còn ở lại đây nữa đó nha. Anh tranh thủ về tận tiếp khách tiếp em nha. anh Khải chạy về không thấy anh Khải. Bên Khải nói sao Út? Mày lừa tao. Rồi.
anh đang ngủ để anh thức dậy anh chạy về liền. Hỏi anh, ủa anh ngủ đâu? Anh đang như thứ ba anh mệt quá, anh đi làm anh nghỉ mệt chút xíu. Cái đầu chạy về tới đây không sao thấy xe tiếng anh. Gọi biển treo gai. Thiệt tôi đang ngủ á. Tôi bật gọi vậy tôi đánh điện em ơi là tôi về liền luôn. Chơi chứ nhau hoài. Lâu lâu biển treo hoài. Coi được nghe không ốc. Được các bạn. Dạ, nhiêu nó được. Áp chảo này thì hơi mình ăn với cái mật có cái nước sốt mayonnaise ha em. Chấm mayonnaise với tương ớt. Vừa đủ. Bữa nay dì Tư không lên được hả chính? Dì Tư đợi một xíu. Dạ. À, lên làm chỉnh máy gì cho bác. À. Vậy là Úc với anh Khải cắt bao nhiêu cà bi, cà chua bi đó ha. Băng sẽ trộn với lại cái mớ rau này. Giờ bên đây dì Tiên sẽ cho cái phần hộp vịt lộn vô mình luộc. Để chút nữa mình đập ra mình ăn lẩu. Có điếm kỹ không? Hơi lỡ có thiếu trứng nào người ta đổ thừa mình hay gì cháu mình nói gì tiên? Nó bị xẹp rồi à, nói đem vô luộc 30 hột mà tới hồi khui ra còn cỡ hai mấy là chắc hai gì cháu mình lén lén ăn dụng rồi đó. Sẵn tiện thì bên đó chị Ly đã bắt cái nồi củi lên nấu cái nồi nước lẩu. Là bên đây chị cho cái vị thuốc bắc mình mua sẵn nè. Thì đi một ít đường phèn với ít muối vô. Cái này là cái chỗ mình em hay mua. Hồi nãy em chạy đi mua là ba gọi là ba gói đó. Chị không biết là anh điều lượng như thường thường chị nói con nấu một chục hộp vịt lộn gì đó. Dạ. Rồi ngày rồi bắt đầu người ta hốt cho mình, nhiều khi người ta hốt sẵn luôn. Có nghĩa là một thang như vậy là nấu đủ một chục trứng gì đó. Dạ. Nhiều khi một chục hộp hình như là họ làm một thang gì đó. À đúng rồi. Thì bữa nay mình làm nhiêu đó em mua là ba thang. Một thang gì ở dưới quê mình bán chợ quê là 10.000 nha cả nhà. Mình nấu gì là nó đủ vị luôn đó. Cái vị thuốc bắc nó mình thấy là thơm vừa ăn đó. Rồi chút xíu nữa nó ra nước xong cái mình nêm nếm lại ha chị. Đúng rồi. Dạ. Chờ nó ra nó thuốc nó mềm cái này cái gọi là cái gì ta? Cắt căng hả? Cái này nó mềm cái này nè. Cái này mềm quan trọng là cái này nó mềm là bắt đầu mình bỏ rau củ luôn vô. Rồi mình bỏ vịt lộn vô nêm nếm lại là xong mà. Quan trọng là mình chờ cái này chín nè. Hôm nay có học nghề đầu bếp Sài Gòn được gì không chị Lê? Thấy em với anh làm quá gói luôn. Không kịp hả? Không kịp được học hả? Mấy anh nói nấu giùm anh cái nước lẩu măng chua chị. Lẩu măng chua cái hồi á. Mấy bằng rồi thấy mấy anh làm quá chị không biết đường nấu luôn. Gói hết rồi trời. Cái nồi nước em thấy là nó ra cái nước nó đậm luôn rồi nè chị. Chị thấy ra cũng ra đậm rồi nè, bây giờ mình cho củ cải vô. Hồi nãy cái củ sắn á, chị bỏ trước rồi. Dạ. Yeah. Củ sắn ra nó hầm nó không có mềm á, chị bỏ trước. Giờ mình cho cà gót với củ cải trắng. Này mình có bỏ vô giống như mình ăn bổi vậy đó. Cái vừa ngọt nước mà mình ăn được bỏ bổi. Thì trong đây mình cũng nêm nếm những cái gia vị thông thường thôi chị. Hồi nãy chị nêm nếm gia vị thông thường à. Giống như hạt nêm với muối với đường phèn. Dạ. Hồi nãy mình cho đường phèn với muối này vào thì chị cho thêm một xíu nêm nữa đi. Bữa nay tới siêu đầu bếp một phóng quê hương lại nha anh Khải. Ok. Bữa nay tới em lại chứ anh Khải. Phải cho em đưa vợ em lên chút đỉnh. Mấy bữa nay bị xuống màu hả? Thêm cho bà chị vợ lên kế tiếp luôn. Rồi tới ông đồng chí Khải này luôn. Rồi dì Tiên dì Chính luôn, rồi mẹ luôn. Chú Út thì đi đâu rồi mình khoan chút tính sao.
phải cho lên chứ đâu thôi dìm hàng anh đâu được. Không giờ bị xuống màu quá hả? Không có ta. Chanh vàng. Giờ em sẽ làm cái nước để trộn phần rau ha. Trong đây có đường nè, với chanh. Mình cũng chưa có biết liều lượng là bao nhiêu, bây giờ băng cho mỗi thứ một chút vô rồi mình thử lại. Đó. Rồi, một tạt vàng nè. Cho cái chút chút đi, rồi tính sau. Cái đó nó có nồng không bạn? Em nồng mới thử, nhẹ, không có như xanh đâu. Nó nhẹ à. Dễ chịu lắm. Nó không có hăng mùi. Rồi cho miếng dầu ô liu vô. Thấy không, thành siêu đầu bếp trên cãi. Rồi em. Không có bở rồi nha, thấy vậy không bở thôi á. Sao làm sao bỡ được, kho cá chố anh ăn khó tiêu luôn. Ăn quá nhiều. Anh ăn tới 5 con. Ăn có 5 cá chốt, có 1 tô cơm. Bị chèo chụp. Bữa nay em làm cũng khán giả câu dữ lắm nha bạn. Đây. Mọi người đang tập trung nãy giờ là coi học hỏi ra. Trong đó nãy giờ là mình thấy băng có cho chanh nè, đường nè, rồi bộ tạc vàng nè, dầu ô liu. Em chắc em thích cái mùi này hơn nhiều hơn á. Cho thêm, tại em thấy không có cái này nó không có nồng lắm. Thường mình sẽ ăn cái món này kèm với cái này để cho nó đỡ ngán. Chua chua nó có cái vị nó thanh nó có gao nó không ngán. Chiều nay nhắm mưa không chính? Tối nay chứ? Tối chứ, mưa. Hồi hôm mưa dắt 2-3 giờ vậy chứ? Còn bây giờ hồi sáng mưa lớn luôn nha. Sáng mưa lớn. Sáng thì mưa lớn luôn. Em thấy được rồi đó anh Quang. Được ha. Này chuẩn à. Này chuẩn móng tay nữa anh Khải ơi. Anh làm người Tây rồi đó. Làm sao cho đồ ăn Tây cho anh nghe. Không ăn được. Cái này anh Khải hơi khó nấu ăn cho anh Khải. Anh bỉnh về nên là nó hơi khó ăn chút. Rồi trộn lên. Anh tiếng Anh xuống mắt. Hai ngày mà trở thành người Tây. Cũng cái thao này và cũng cây gấp này nghe không? Đúng vậy mới được. Đúng vậy mới được. Phải cầm ở trên cái chót đó. Nó. Cầm cũng hơi đúng vậy mới được. Đúng vậy đó mới ra món. Anh Khải thời gian gần đây á, từ lúc mà cắt chồi tới giờ thì anh Khải tham gia được nhiều bữa ăn. Nhiều hơn là buổi chiều này thì anh tham gia được nhiều hơn, tại vì ban ngày vẫn đi làm. Không mà thấy dụ thấy ban với Quang đóng hàng ban đêm nó cũng cực. Đó cho nên là bây giờ mình có thể là đóng buổi sáng đi, có buổi chiều mình làm clip, mình quay về cái bữa ăn của mình. Yeah. Chứ để ban đêm thức cái gì tổn sức lắm, mình mò dài lâu hoài vậy không được đâu. Dạ. Yeah. Tại vì em cũng thích chia sẻ cái bữa cơm chiều hơn. Thứ nhất là anh Khải thì trước giờ đồng hành với gia đình mình rồi, là có anh Khải thì càng vui. Cái thứ hai là dì Tiên dì Chính cũng sắp xếp được cái khoảng thời gian để mà lên ăn cơm chung gia đình cho nó vui. Nó còn ban ngày thì dì Tiên dì Chính ai cũng có việc, anh Khải cũng có việc. Thì thời gian gần đây thì Bảo Liêm cũng đã xuất hiện nhiều lên rồi. Thời gian đầu anh Khải được mệnh danh là Bảo Liêm của một phố quê hương á cả nhà. Hồi đó là còn ốm. Còn bây giờ thì hơi khác tí xíu. Này chắc Bảo bùng. Này chắc Bảo đá phòng 3. Không ai chào Bảo Liêm đấy coi. Hello Bảo Liêm. Chào Bảo Liêm. Đó. Buổi chiều đi, buổi chiều. Hôm nay củ cải, củ cà gót của mình là cũng vừa chín tới nè. Bây giờ mình cho cái hộp thịt lộn này vô luôn. Tiếp theo mình cho tàu hũ luôn. Rồi nó sôi lại là xong rồi. Muối tiêu đó là mình chấm hộp vịt lộn luôn hả em? Lộn. Bữa nay mình có muối tiêu chanh thì mình ăn muối tiêu chanh đi. Mình ăn chanh vô ăn với hộp vịt lộn. Còn cái nước này thì chút nữa mình chấm với lại ốc hương. Ốc hương hôm qua còn một ít mình hâm lại. Mình chấm với cái này. Là muối ớt xanh ha? Ừ. Cái này chấm hay sẽ ngon. Tự nhiên thấy mấy gói mì bên đó mà nó thèm.
đổ đậu phộng gan á chính. Dạ. Lúa của chính ở dưới là gần xạ chưa chính? Ủa lộn, gần dặm chưa? Chưa đâu, còn lâu ạ. À. Gì hả? Coi xong rồi sáng thấy cũng đẹp quá. Xạ dạ. Là được sao rồi? À. À là của chính vậy là. Con ở ngoài kia. Xạ máy bay luôn ha. À là. Dạ. Mấy công chính? 7 công. Trời, 7 công mà ăn gì hết trời. Ăn thì không hết nữa, còn bán thì không đủ xài. Chắc phải ăn luôn. Hay à, hay nè, trả lời cái này hay nè. Ăn thì không hết đúng không? Chứ cha con là nguyên nhà đại gia đình một số người Hương ăn có 1 công mới sao đó, 9-7 công ăn sao hết. Thì bởi vì ăn đâu hết đâu, dạ. Bán ra thì ăn đủ. Dì Tiên thì ở dưới thì làm tóc, làm nail nữa. Quá trời rồi. Là không đào. Là không đào, rồi cái mùa ốc thì đi bắt ốc. Đâu trời phải đâu. Cũng phải làm đủ thứ vậy đó. Dạ. Chạy xô lắm đó à. Chứ vì nó phải lặt hạt đào mà ngày được 10 ngàn đó, vì lặt có bằng ăn đêm luôn đó. 10 ngàn hay là nhiêu? Thì một ký có 7 ngàn mà. Mà làm có khi 2 ngày mới được 1 ký. Ít có hơi tay, khó làm nữa. Thời gian mình ở không đó heo mình mới làm. Dạ. Nuôi heo mà. Dì Chính thì nuôi heo thêm nữa. Rồi giấc tối thì đi tới mùa ốc để bắt ốc. Dạ. Bắt ốc thì có tiền hơn lặt đầu đào. Đúng rồi. Làm bắt ốc mình đi gì mà nó khỏe. Ở quê không có chuyện gì làm phải làm. Chứ đâu có nhiều tiền. Chị Tư mày làm trắng thớm là làm tới. Mà Tư có ăn hằng nữa làm mới được nhiều. Mà anh mà Tư được. Làm tiếp nữa. Nồi được 4kg. 4kg thì có 27 ngàn. 28 ngàn. Mới nữa 28 ngàn. 28 à, nửa ký bột ngọt à. Ủa sao quy ra bột ngọt? Nửa ký bột ngọt hả? Hồi lúc mà em đi. Ủa đâu được. Nửa ký bột ngọt. Bột ngọt lên giá rồi, 32 hay gì rồi. Nói đầu ngay thì bà con ai cũng như ai thôi, chứ không có riêng gì dì Tư hay là dì Chính, dì Tiên. Ở trong quê mình ai cũng vậy. Thành ra bà con mình lao động cũng quen rồi. Chứ nếu mà không quen làm không nổi đâu. Như mình cũng xuất thân từ nông dân thì mấy cái chuyện đó thì mình làm để kiếm thêm thu nhập. Chứ làm cái đó thì nó lâu lắm. Nãy giờ là mình đang đợi chị Ly vừa xong cái phần hột vịt lộn đó, cái nồi lẩu đó, thì băng cũng hâm cái phần ốc hương lại. Thì mình mới bắt đầu mình làm cái món cá hồi áp chảo cho nó nóng đó, đem ra để gia đình mình ngồi ăn liền. Sốt này chấm bánh mì ngon, bé bé. Cái thịt con ốc thì mình chấm với muối ớt chanh hoặc là muối ớt xanh ngon. Cái mỡ trong cá nó tiết ra luôn. Thơm đấy. Rất là nhanh ha. Rất là nhanh. Này là sống chín là tùy theo sở thích thôi. Tại mình đang sống được mà. Ừ, mình đang sống được mà. Đang làm nhiều miếng nhiều cỡ. Ai thích ăn sao thì có đủ hết. Cái mỡ nó gà đó anh Quân. Vậy là đặc trưng của món này là như vậy, không có cho dầu ha. Cho dầu không cho gì hết. Cho gà luôn ha. Trời ơi, món này làm đồ ăn quá trời lẹ ta, cái món này. Ừ.
cá này nó thơm, nó béo, cộng với cái nước sốt mayonnaise nữa. Anh nghĩ là tín đồ ăn béo là sẽ thích á. Món này lẹ không Út? Dạ. Chút nữa mình cho sốt lên, mayonnaise với tương ớt lên, với chút xíu tiêu. Hôm bữa là mình nấu lẩu măng chua rồi ăn tái. Xong bữa nay mình làm món áp chảo nhưng mà vẫn còn. Còn cá hôm bữa cũng tương đối bự. Xăm ấp lạnh đó gì Chính? Cười chứ Chính cười. Mình biết cái thùng đó là cái thùng bia ướp lạnh mà mình còn lại đó. Mình chọc Chính phải xăm ướp lạnh không rồi Chính không biết đường trả lời, Chính cười thôi. Nghe mình uống xăm mà say mới ghê nghe Chính. Nhiều đó, hết nhiều rồi say đó. Dạ. Cho một miếng cà phê lên mặt nữa là xong. Cái mẻ này thì nó vàng hơn mẻ hồi nãy. Mẻ này ngơi để bên mé thì lớn. Thì lớn. Cái này là mayonnaise trong cái hũ sành. Băng mới vừa cho ra cái chai. Cái chai có cái giò xịt để mình xịt cho nó dễ. Tạm thời vậy cả nha. Bây giờ là món ăn thì gia đình mình tối nay cũng chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ sao đây ta? Vô mời hả? Cả nhà. Rồi xin mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Mình chạy mua đây miếng bia đi cho nó gọi là ấm lòng. 1, 2, 3, vô. Tối nào cũng làm liên viên với em hết gì đây? Thành ngủ ghiền luôn á anh Khải. Bây giờ là cô Tiên ăn mì rồi ha, mẹ gấp rồi ha. Băng lên gấp mì cho. Thôi để em tự gấp cho. Ờ vậy hả? Chú Út ăn mì bờ gấp mì luôn nha. Cô Tiên có phần này phải không? Đây con Út cho nè chú. Miếng nước đâu con? Ờ, là cũng chỉ à. Cái món ăn này thì gọi là cũng là bồi bổ được đó nha. Được chứ, thuốc bắc với hộp vịt lộn. Hộp vịt lộn nó cũng gọi là ok bổ lắm á. Ok bổ không? Ok bổ. Ông thấy bữa nay có khác khác cái gì cái nồi lẩu không? Không có màu đen. Màu đen hả? Màu đen là cái cục gì ta? Thường thường cái màu đen trong nước xăm hoặc là dĩa thuốc bắc là nấu xăm thì cao atiso à. Còn này là thuộc bỏ vô trong đây là thuộc đề á. Thuộc đề hả? Nó sẽ đen. Em không gì Dính? Được. Nhà hàng này miệt vườn bởi ăn lẩu trước ha. Thường thường ta lẩu là món sau cùng, mình ăn lẩu trước. Trời ơi, cô Tiên nóng à.
thì dám dựng khúc tê cho cô tiên vô kha vị rồi một con độc lạ lắm rồi là bây giờ hộp vịt lộn mà chấm chấm gì ta để cho một số tiêu hả ta mất tiêu con mà con chấm mướt sao uống thích cái gì chấm đó ta thì mẹ thấy mướt xanh cũng ngon mẹ cũng chấm mướt xanh giống tin nè vịt lộn mướt xanh à cái chấm lạ lạ gì đó nó lại hay á lẩu có thương có nhiều thứ là mình có cá hẳn luôn bò xào á cũng được thả luôn lẩu đi con ăn không còn bao qua đây cho đúng nè con ăn mì không ăn bì không qua đây ba cá đúc rồi đó rồi không có tin nó không chịu ăn nghe nè nghe âm ok lên đây ngồi bữa nay mình ăn lẩu trước mới tới mấy cái này hả ta rồi mình ăn lẩu xong cái gia đình mình thử thức từng món qua thử ha bì êm không êm không phải ăn mắt con thui con êm không êm cha cũng êm nữa cha cũng êm nữa cô tin lẹ thiệt chứ hết chén mì vậy để xíu nha con mì nó chưa có nở để xíu đi con hấp miếng nước đi nước ngon xíu nó nở hả con im quá nước đã chị Ly chăm nước hả chị Ly này muối tiêu chanh đó hả được con mình rất không được bên phụ nữ là người ta có cho gao rồi vô bên mình ăn không vậy Khải không có miếng gao nữa cho anh Khải ơi không có gao nè quên á quên chuyện mà cho con xin miếng gao gì tiếng đó có gì tiên đúng gì tiên cái bà xanh đúng là gì tiên cầu gì có đó không à, đúng là gì tiên cầu gì có đó rồi cô tiên hãy gắp mì cho cô Bon ăn ngon không con? Cô Bon ăn ngon không? Ông Ba hỏi kìa. Ông Ba ăn ngon không? Có dạ đi dạ đi. Dạ. 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 Nọ. Rồi nước sôi nha. Cô Tiên đừng nhúng lên nha con. Đứng yên, đừng nhúng nhích. Người ta nói nước sôi là mình chỗ nào đứng chỗ đó, tới nửa con đi đâu cũng vậy hết á. Con không có được nhảy qua bên đây nhảy bên kia, con cứ ngồi yên đi là người ta sẽ tự tránh mình vậy đó. Nghe nước sôi cái là ngồi đúng chỗ, đứng hình luôn, rồi xong rồi thôi. Đi qua luôn á. Đi qua lại đây. Đứng hình luôn. Rồi bây giờ nước nguội rồi. Ăn đi. Bây giờ nãy giờ lẩu ăn mì cũng nhiều ha. Bây giờ mình làm cái recommend nè. Đã ăn hết rồi lẩu luôn hả Vinh Khải? Lên món mới ha. Ăn món mới. Tính anh Khải nó mình làm cái đặng ăn hết rồi lẩu luôn cái em lại luôn anh Khải. Tối nay ông mới sửa cái lo lại mà. Dạ. Hơi hút nữa ha. Hút. Rồi vô cái này mình thử vô cái món cá hồi áp chảo à. Dạ. Ở đó cha với mẹ đâu mỗi người gấp ra để mình thưởng thức. Đây anh Khải em bưng qua cho. Đây, tại cái bàn mình hơi chật. Hút luôn. Hút. Mình sẽ kẹp với cái này nữa đúng không ta? Gấp trước rồi kẹp sao? Ăn xong trước rồi mình ăn gao vô cũng được, sao cũng được hết. Không em thưởng thức. Ấy sao nó bể vậy? Bể rồi. Đây đây. Đúng rồi, gấp lên trên vậy đó. Mời cả nhà. Mời cả nhà nghe. Ok. Rồi gao vô miếng nó mới đúng điệu. Cho nó cân bằng lại coi. Cân bằng lại đúng rồi. Cái giống giống cái hồi nó chú à. Cái mùi với dây gan vậy đó. Cho anh Khải review nhà hàng mình kiểu này chắc thất bại quá em. Chết luôn hả? Cái hồi áp chảo Khải nó giống cái hồi chú anh chú. Tại cái gao nó có gì chú chua. Năng mì à? Nói chung với anh trời em. Ăn thì một cái hồi thì cả nhà biết rồi cái mùi cái hồi nhưng mà cái này có thốt thốt vô. Rồi có tương vô rồi có rau cải vô. Im lắm, bắt lắm. Chính nó bệnh ăn da chính dạ. Ăn cá nó béo đó nha. Béo nó gãy luôn. Câu kê con. Nó dễ gãy ha em. Dễ gãy. Ừ.
học được cái công thức salad chọn mọi người ai quá chừng. Này ta gọi là cân bằng. Êm lắm nha. Chứ không phải cái hồi nó canh chua đâu. Cô tiên là 3 chén mì với lại 1 lon nước ngọt hả con? Hết rồi. À không, 2 lon rồi. 2 lon nhí. Rồi. Đổ của con này. Gấp lên. Ai nấu món nào thì phục vụ món đó hả gì á chị Ly? Em thấy chị Ly đi chăm lẩu quá trời. Chắc vậy quá. Do mình nấu ngon quá thì buộc lòng người ta ăn hết thì mình phải chăm thôi ha. Càng vui nè. Phải chịu khó chạy đi. Vui chút xíu nữa là xong luôn á, mệt hết ăn nổi luôn á. Vừa chăm xong này lớn rồi ăn gì ta. Rồi cả lúc kìa. Ăn chưa luôn. Cái món ốc này thì hôm qua hầu như gia đình mình á ai cũng có thưởng thức rồi. Cái nãy băng đem ra băng làm lại cho nó nóng. Đó, thì thôi mọi người sau khi nhâm nhi lẩu rồi cá hồi rồi mình lễ ra rồi mình chấm muối tiêu hoặc là muối ớt xanh gì đó. Làm thì, gì ngon không? Thì mọi người ăn. Trời ơi ra cái gan luôn kìa Út. Có cơm cho mẹ. Gan béo. Béo. Ngon. Con ốc này nó giòn ghê ha. Hôm qua con ăn cái ốc này là luộc sải nhiều nhất luôn. Nó băng gần ra cái gan rồi đó băng. Ôi đừng có bỏ lại nha. Sức lại một chút. Ăn thử sức một hồi hộp. Kìa. Mẹ đó. Nhưng em thấy cái nước muối 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 xanh ngon. Ừ. Chấm ớt xanh thôi. Ừ, nó đậm. Bé đâu, bé đâu. Để gì cha đâu. Ông ba đâu, ông ba là ông nào đâu? Ông ba là ông nào? Đó là hả? Cái gì? Trong nhà là cô bon ngán mình lắm. Ông muốn đâu, ông muốn đâu. Tại bị la hoài à. Nó chỉ không dám chỉ thẳng. Quậy quá trời. Tại con quậy, ông ba mới la. Nó gọi là ông ba. Ông ba ba. Đi đâu mà gặp xe màu trắng là xe ba xe ba. Nó hay á. Nó không phải là gặp xe màu trắng nha. Cách đây cũng lâu rồi mà nó chỉ đúng cái xe của em luôn á. Cái kiểu xe, kiểu cái tên xe luôn á. Nó mới kêu là xe ông ba. Còn mà không, cũng là xe màu trắng. Không đúng mà tên đó là không có kêu. Nó kêu xe xe thôi. Dạ. Như xe bựa là xe bự rồi vậy đó. Còn bữa nào mà nó gặp chiếc xe giống xe em á. Xe ba xe ba. Đó. Hay rồi, hay chưa? Chui. Vô, chuẩn bị tối nay toàn là trận hấp dẫn không? Còn trận hấp dẫn thì mình ca liêu ghiêu đến 11 giờ hang. Anh Khải dữ quá. À, Khải nè. Ngày hôm cái đội Armani với đội chơi hết là đội nào thắng? Hòa hai đều. Hai đều hả? Dạ, kèo dưới thắng, con ăn ngút thùng bia. Thôi chú thích cho nó rõ ràng ra cái gì? Rõ ràng. Đúng lý là quê rồi nhưng mà cô kêu nọt quá chỗ người ta dừng ra mấy đó giật mình đã dồn chạy luôn. Trời trời cả nhà, tại vì hôm hôm ông nội thức giấc á, cái bà cô kêu quá trời ông nào ông Út về. Vui ở đây nó đá dồn chạy luôn, quê luôn. Không rồi. Thấy tôi không thấy cái đó vô đâu. Tính ra thấy là mới trả nghe này không thấy. Đâu có, ăn tỷ số mà đâu nói gì được Út. Vậy mới mốt cái với con không coi là không chung. Hai người thấy gần gần thua chạy trốn. Thấy gần thua chạy trúng. Hai người không biết thắng bại gì chứ là lấy bia của ông chung đó. Không à, không chịu à. Bia cái nào nữa nào comment đãi là đãi mà không đãi là mua khác à. Không đãi là Út phải chung à. À chung. Còn bữa nào anh Khải thua là anh Khải phải chung ha. Kiểu mình coi đá bóng để cho có cái tinh thần mà cổ vũ nó mới vui. Dạ, tại rồi nay nay nằm cầu trên hay cầu dưới? Nay hả? Ừ. Chỗ chọn đó. Không vậy. Có hai đội là ngang nhau nè. Không mà con thấy gì nè, nguy hiểm quá nằm giữa đi Út. Lần lần khó chịu lắm. Không, trên cũng không được mà dưới không xong thôi nằm giữa Út ơi. Nằm ôm cứ ôm ngủ cho chắc Út. Ông không thấy gì á. Ông Út hốt chết mình hai trận rồi. Một trận chết, trận quá. Thôi giờ thì gia đình mình sẽ uống một ly nữa. Để cho anh Khải giúp bàn chuyện riêng cả nhà. Để hai người này bàn xôn xao quá ha. Nó mất tập trung mấy cái vấn đề khác. Bây giờ mời cả nhà mình vô một ly bia. Gia đình. Một, hai, ba, vô. Rồi gia đình mình hẹn cả nhà với video tiếp theo ha. Xin chào cả nhà. Bye bye. Bye bye. Con chào đây con.